Hello mọi người, thì mình mới đi làm về nè, tóc tai còn bớt luôn nè. Nhưng mà mình mới nhận một cái đơn hàng của Shopee, nên là bây giờ mình sẽ khui ra để review cho mọi người luôn nha. Đây là toner gạo đến từ nhà Amphrom nha. Mình đọc trên bảng thành phần á, thì có bột gạo Sensu 77,78%. Thì mình khui ra thử nha. Sau khi khui ra thì mình thấy là mình sẽ sử dụng bông tẩy trang nha, do là mình thấy cái thiết kế này nè, nó như vậy á, mình đổ ra tay thì rất là sợ bị vi khuẩn á, lỏng nha mọi người. Sau khi mình vừa mới sử dụng xong á, thì mình thấy là cái da mình nó có mềm hơn một xíu, và mình thích nhất là nó thẩm thấu rất là nhanh luôn. Đọc trong này thì nó để là công dụng dưỡng sáng. Gạo thì chắc chắn là dưỡng sáng rồi. Hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và làm điều màu, giảm kích ứng và săn chắc hơn. Cái mình thấy rõ nhất là cấp nước nè. Còn dưỡng sáng và làm chậm quá trình lão hóa thì chắc mình xài trong một thời gian mình sẽ quay lại review mọi người sau nha. Chuyên mục quy hàng Shopee của mình tới đây là kết thúc nha. Bạn nào mà xài cái toner này rồi thì cho mình xin thêm review nha. Và mọi người nhớ follow mình nha.